Thiện cũng muốn chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Thiện Bơm Nước Mini Nhật Bãi. Ngày hôm nay Thiện cũng lên một số phụ tùng cho bà con lựa chọn này. Đó, những cái có những cái phụ tùng bà con cứ yêu cầu Thiện lên những phụ tùng như co này, nó uống dung gì đó, thì khung bơm thuốc bơm đồ. Đó thì Thiện cũng lên cho bà con, thấy cái nào nó phù hợp về làm thì bà con alo cho Thiện nha. Đó thì Thiện cũng lên được mấy con bơm nước này. Đó, mấy con bơm nước này là giờ là bà con cứ việc bà con xài. Đó, cũng bổ sung thêm mấy con bơm nước cho bà con nha. Đó thì ngày hôm nay là Thiện sẽ bán cho bà con đồ phụ tùng này nọ, là Thiện sẽ không bao phí vận chuyển cho bà con đâu nha. Đó, tiền phí ship á, thì bà con yên tâm, cứ bên bưu điện á, là cứ tính những con máy nặng á, là cứ 5.000 một ký thôi. Đó thì phí ship nằm tầm dù có nhẹ đi nữa nó cũng 25.000 30.000 đô la nha. Đó thì giờ phần cước thì bà con yên tâm về phần đó, còn bà con có ngại gì tiền cước á, thì bà con cứ điện thoại cho Thiện rồi Thiện sẽ trả cước và bà con trả tiền cho Thiện thôi. Đó thì ngày hôm nay Thiện sẽ bán có những cái lô hàng, Thiện sẽ báo giá con máy nó thiếu cái gì, nó bị cái gì, để cho bà con thấy có những con máy nào nó phù hợp thì bà con lấy về bà con tận dụng nha. Đó thì ngày hôm nay Thiện sẽ vô từng con cho bà con. Đó, Thiện sẽ vô cái mấy con bơm nước trước đi, rồi Thiện sẽ vô những cái lô cho lô đồ phụ tùng. Đó, rồi Thiện sẽ vô cái con, đây là con bơm nước nha bà con. Đây là bơm nước Mitsu GT400, thì nó là 4 ngựa. Đó, GT400 nha, 4 ngựa, những cái dòng này đã nổ ok hết. Đó, giờ cái việc bà con đổ nhớt vô nè. Đó, đổ nhớt vô máy nha. Đó, bà con dạo này cứ hay quên. Đó, hay quên có nghĩa là máy á, là Thiện gỡ đi á, lúc nào Thiện cũng phải đổ nhớt ra ngoài hết. Đó, cho nên bà con lúc nào bà con cứ dời cái thử máy cứ không có nhớt, thử nhiều lúc chín cứng máy luôn. Đó, cho nên bà con lưu ý giùm cho Thiện. Đó, nếu mà không có hiểu hay là gì về máy thì bà con cứ kết bạn Zalo điện thoại trực tiếp cho Thiện. Đó, để Thiện tư vấn thêm. Đó, để mình mua con máy nó giờ mình làm cho nó phù hợp. Đó, mình bảo dưỡng nó cho nó xài nó bền. Đó, chứ bà, nhiều lúc bây giờ các bà con cứ không có đổ nhớt, bà con cứ quất xài không. Đó, tới khi mà phát hiện máy lên khói không là lúc đó đã hối hận không kịp nữa rồi. Đó, lúc đó là cứu chữa không được nha. Đó, cho nên những cái con máy nào mà bất cứ máy nào cũng vậy, máy sát máy gì cũng vậy. Đó, bà con làm máy bà con phải kiểm tra cái đầu tiên là cái nhớt máy trước cái đó nha. Đó, rồi cái con này là con để Thiện ghi đây, từ Thiện sẽ ghi cái đây là A73 nha. Đó, Thiện sẽ đi tới 100 lượng mới lên bơi. Đó, A73 nè. Đó, A73 nha. Đó, A73 này là Thiện sẽ bán là không bao phí vận chuyển. Đó, Thiện sẽ bao nổ cho bà con. Đó, bao nổ cho bà con luôn. Giờ cái việc bà con xài thôi nha. Đó, bây giờ Thiện sẽ ghi giá trước rồi Thiện sẽ quay chi tiết cho bà con và báo chi tiết cho bà con nha. Đó, riêng con máy này thì Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 2.500.000 nha, Mitsu nha. Đó, giá bán cho bà con 2.500.000. Đó, 2.500.000 đồng. Đó, 2.500.000 đồng nha. Đó, thì cái con bơm nước này nó là hút xạ 60. Thấy không? Hút xạ 60 bơm cu sinh. Đó, và nó có một cái ren gì mà nó dài y như cái một con chim luôn. Đó, bà con nào không xài thì bà con tháo ra thôi. Đó, những cái này là bà con tháo ra. À, còn đây nó ra được cái ống 3421 rồi kéo đút ống vô là xài, nhưng mà hút là hút xả 60. Đó, qua lưu lượng nước nó là 600. Đó, 600 lít nước trên phút nha bà con. Đó, 600 lít nước trên phút. Đó, máy móc là nổ rất là ngon rồi. Đó, giờ cái việc bà con xài thôi nha. Đó, Mitsu GT400 nha. Rồi, con A73 bán cho bà con giá bán là 2.500.000 nha. Đó. Rồi, vô con A74. Đó, A74 nha. Đó, A74 đó là một con bơm nước. Đó, bây giờ để Thiện ghi số mã trước đã. Đó, A74. Đó, A74 nha. Con này là một con bơm nước Rubin EE20. Đó, Rubin EE20 nha, thì động cơ nó là 5 ngựa. Đó, động cơ 5 ngựa nha. Nó đang nằm trên cái dàn bơm hút xả là 90. Đó, hút xả 90 nha. Đây, hút xả 90 lớp bơm ở đây, thấy không? Đó, hút xả 90. Đó, lưu lượng nước nó là 1.000 lít nước trên phút hết nha. Riêng động cơ là Thiện bao nổ luôn hết, bao nổ cho bà con luôn nha. Đó, riêng mấy con này là nổ rất là ngon nha bà con. Đó, đây là 9 bụi thôi. Nổ rất là ngon, lưu lượng là con này lưu lượng là 900 lít nước trên phút nha.
900 lít nước trên phút. Rồi, con này thì Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 2 riêng con này bán cho bà con giá bán là 2,6 triệu nha. Bán cho bà con 2,6 triệu. Tiền cước con này khoảng 200.000 nha bà con. Tiền cước khoảng 200.000 thôi. Thì cái này tiền đúng là tiền cước con này là không tới 200 đâu. Nó khoảng là 120 hoặc là 140 thôi, hết đắt nha bà con. Đó là con A74 2,6 triệu nha, chuyên gì hút bùn, hút cát, hút hú ga. Đó thì bà con muốn bơm cái gì cũng được hết, hút phân bò, phân heo gì cũng được hết nha. Rồi, vô con A75. A75. Đó, A75 là một con bơm nước Rubin EI13, EI15. Đó, Rubin EI15 nha. Đó, động cơ là 3 ngựa rử. Đang nằm trên dàn bơm là hút xả là 60. Đó, hút xả 60, lưu lượng là 550 lít nước trên phút nha. Đó, những cái con máy này nó cũng nổ ok hết rồi. Đó, giờ cái việc bà con đổ nước, đổ xăng vô là xài thôi nha. Đó, đây là dính bụi thôi nha bà con. Đó, dính bụi nó còn rất là đẹp. Đó. Rồi, con này là con A75 nha. Đó, A75 này bán cho bà con giá bán là 2 triệu nha. Đó, bán cho bà con 2 triệu. Bán cho bà con 2 triệu nha, là A75 nha bà con. Rồi, vô con A76 nè. A76 nha. Đây là một con Rubin EI14 nha bà con. Rubin EI14, nhưng mà nó nằm trên cái đới mình xách thôi, động cơ là 3 ngựa rử nha. Con này bơm nó là có một cái ren, lưu lượng con này là 500. Con này là 500 lít nước trên phút nha. Nó có một cái chỗ là chức năng gỡ rác. Chức năng ở đây là gỡ rác. Đây là Thiện thử nè, thấy không, nước nó lên nó còn đóng bờn luôn nha. Riêng con máy này cũng vậy, Thiện cũng bán bao nổ luôn cho bà con luôn nha. Bao nổ cho bà con, giờ cái việc bà con xài thôi. Là con Rubin EI14 nha. EI14. Rồi, bán con này cho bà con là con A76 nha. A76. Đây, A76 nha. A76 nè, bán cho bà con là, rồi, giao lưu cho bà con 1,8 triệu luôn. Bán cho bà con 1,8 triệu luôn nha. Bơm nước hút xả 60 nha. Hút xả 60, A76. Rồi, vô A77 luôn. Thiện thi vô mấy cái con bơm nước này cho bà con, giờ cứ việc bà con xài thôi nha. Con này là còn rất là đẹp luôn nha bà con. A77. A77 nha. Riêng con này là còn đẹp lắm nha. Nước sơn rồi rin nguyên bản. Hút xả là 90. Và lưu lượng nước đó là 1.000 lít nước trên phút nha. Con này là Rubin EI20. Thì động cơ nó là 5 ngựa nha bà con. Động cơ 5 ngựa. Con này là bơm rất là mạnh luôn nha bà con. Riêng con này nè, Thiện mới dọn nổ mà Thiện đã thử là rất là mạnh nha. Rất là mạnh luôn. Thiện có video này luôn. Nếu bà con nào chốt, Thiện gỡ video đó qua. Tại Thiện mới thử hồi chiều, thấy nó rất là mạnh nha. Cực kỳ là mạnh luôn. Cỡ này mà bà con hút bùn hút cát thôi chứ không xin nhơi gì nó nha. Đó, máy rật, lóc máy lóc đồ là còn rất là đẹp. Riêng con này nè, lóc máy lóc đồ là còn đẹp lắm nha. Rồi, con A77 nè, bán cho bà con giá bán là 2,7 triệu nha. Đó, bán bà con 2,7 triệu. A77 2,7 triệu nha. Rồi, vô con A78 luôn nè. A78 nha. A78 là một con bơm nước xách tay, động cơ là 4 thì, hút xả là 42. Hút xả 42 nha. Lưu lượng là 300. 300 lít nước trên phút. Con này là dòng Kuruta Neo. Động cơ là 2 ngựa 6 nha. Động cơ là 2 ngựa 6 cũng bao nổ luôn, bao xài luôn cho bà con luôn. Giờ cái việc bà con đổ xăng đổ nhớt vô là xài thôi nha. Rồi, con 78 này bán cho bà con giá bán là 1,6 triệu nha. Hàng xách tay. 1,6 triệu hàng xách tay nha. Mấy cái hàng này là bà con xách đi xách về là được hết nha, nhẹ nha. Rồi, con 78 1,6 triệu.
Rồi vô con 79 nè. Một con Honda. Một con Honda nhưng mà con Honda CX110, động cơ là 3 người rưỡi nha. Đó, động cơ là 3 người rưỡi. Đó, đây là A79 đây. A79. Đó, động cơ là 3 người rưỡi nha bà con. Quay lóc máy lóc đồ Honda này, còn rin nguyên bản nha. Đó, còn rất là đẹp nha bà con, hút xả là 60. Những dòng bơm này là lưu lượng là 600 lít nước cho 1 phút nha bà con. Đó, bà con dòm này, như cái bô mà nó còn chưa xét luôn nha. Đó, thường thường là mấy cái bô là nó hay bị xét lắm đó nha bà con. Đó, bô nó là rất là còn là rất là đẹp. Những con này cũng vậy, nó nổ rồi rất là ngon luôn nha bà con. Đó, chới rồi cũng vậy, rin nguyên bản nó hết nha. Rồi, con máy Honda này thì sẽ bán cho bà con giá bán là hàng sách tay nha bà con. Ở hàng sách tay, con A79 nè. Đó, con này tiền cước khoảng 100.000 thôi bà con. Đó, A79 nha. Rồi bán cho bà con giá bán là 2.4 triệu nha. Đó, bán cho bà con 2.4 triệu. Đó, bơm nước Honda sách tay nha. Đó, rồi vô con A80 nè. Đó, A80 nha. Một con Yakuyama. Đó, Yakuyama nha bà con. Đó, hàng đây là hàng liên danh của Nhật nha. Đó, 6 ngựa rưỡi. 6 ngựa rưỡi cốt thẳng tu nhanh nha bà con. Yakuyama. Đó, dòng này Yakuyama này in lock luôn nha bà con. Đó, Yakuyama in lock luôn. Đó, hàng này là 6 ngựa rưỡi cốt thẳng tu nhanh. Đó, giờ bà con chạy vỏ lãi vỏ đồ là cũng được hết luôn nha bà con. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha. Đó, dòng này là quá đẹp luôn. Là con này là con A80 nha bà con. A80. Đó, con này là A80 nha. Đó, còn là rất là đẹp, xuất sắc luôn nha bà con. Rồi, bán con A80 này cho bà con đó là giá bán là 1.350.000 nha. 1.350.000. Là A80 nha bà con. Đó, A80 1.350.000. Rồi, bây giờ thì sẽ vô những cái phụ tùng cho bà con nè. Đó. Rồi, vô con A81 nè. À, 81 nha. À, 81 nè. Đó, gồm hai bộ cần tay lái. Đây, hai bộ cần tay lái nè. Thấy không? Đây hai cái tay này nữa nè. Đó, hai cái này là cho bà con. Đó, nó có hai cái nè, đó cũng như là một bộ nè. Ở nhà bà con là xài đó, đó nó cũng như một bộ, coi như là thành ba bộ đó nha bà con. Đó, ba bộ tay lái nè. Ba bộ tay lái nè. Rồi, A81 ba bộ tay lái nha, bán cho bà con 150.000 nha. Đó, 150.000. Đó, A81 150.000 nha. Rồi, vô A82 nè. A82. Đó, gồm ba cái ống nhung nha bà con. Đó, gồm ba cái ống nhung. Một cái này là size nó là 65-70 nha. Còn này là size 60. Đó, đây là cũng là 65-70 nè. Đó, ba cái như vậy nè. Đó, thấy không? A82 ba cái ống nhung nha. Đó, ống sùng một cái là co liền. Hai cái co liền nha. Đó, bán cho bà con ba cái này là 200.000. 82 200.000 nha. A82 200.000. Đó, A82 là 200.000. Đó. Rồi. Vô A83 gồm có ba cái đới. Đó, ba cái đới để giờ mình độ lên máy phun voi đồ nè. Đây là đới của máy phun voi nha. Đó, máy phun voi A83 nè. Đây là độ lên máy phun voi đó nha bà con. Đó, ba cái. Mấy đây là giờ bà con độ lên được hết nha. Đó, cái bát này nó bằng đới nhựa mà. Muốn nó có lệch chân đi nữa mình phan lỗ thôi nha. Rồi, ba cái này bán cho bà con 200.000. Đó, ba cái 200.000 nha. A83 200.000. Đó. Rồi, vô con A84 nè. Đó, A84 nha, một cái đới xịt thuốc inox nha. Đó, nó bằng inox nha bà con. Bằng nhôm chứ, cái đây nó bằng nhôm nha bà con. Đó, bằng nhôm. Giờ mình gắn máy xịt thuốc á. Đó, thì bà con thấy không? Đó, gắn máy xịt thuốc nha. Rồi, bán cái này cho bà con 200.000 nha. Đó, 200.000 A84 200.000. Rồi, thêm một cái nữa nè. Đó, một cái khung xịt thuốc nữa nè nha bà con. Đó, một cái khung xịt thuốc nè. Đó, thì quay từ từ cho bà con nha. Đó, cũng là gắn và đầu máy nè. Đó, đầu áp nè. Đó, nó có chân đồ hết nha bà con. Rồi, bán cái này cũng vậy, A85 nha. Đó, 85 hơn 200k luôn. Đó, 200k, phí ship 30.000 nữa nha bà con.
A85. Rồi vô A86 nè. 86 nha, A86 là gồm là 5 cái cần xịt thuốc nha. Đó, dành cho những bà con nào mình xài bình xịt thuốc nè, đó. Có loại 3 bét, có loại 2 bét nha. Đó giờ mình gắn vô cái ngay cái cọng dây mà mình bà con hay mua bình xịt thuốc á. Đó là xịt rất là ngon luôn nha bà con. Đó, rất là ngon luôn. Rồi 5 cây này bán cho bà con là 150 nha. Đó là A86 150 nha bà con. A86 150. Rồi vô A87 nè. À, A87 nha, một cái đầu Subura nha bà con. À, Subura cốt thẳng ở bên cốt. Con này là cốt thẳng tua chậm nha. Đó. À, con này là tua chậm nha bà con. À, cốt chiền tua chậm nha. Con này động cơ nó là bốn ngựa nha bà con. Động cơ nó đâu? Ở tiện coi. Con này là bốn ngựa nha bà con. À, động cơ nó bốn ngựa, bao giật được nha. Đó, bao giật được nè. Đó, bao giật được, bao đủ đồ. Đó, bao giật được, bao đủ đồ nha. Rồi bán con này cho bà con là 550 ngàn nha. A87 550 ngàn. Đó, A87 550 ngàn. Rồi A88 nè. Một cái đới nhôm nữa nha. Đó, một cái đới nhôm nữa nè. Đó. Đó, một cái đới nhôm nữa nha bà con. Đó, một cái đới nhôm nữa nè. Thấy không? Đới nhôm này còn đẹp lắm nha. Đó, đới nhôm này đẹp lắm. Rồi, bán cho bà con 220 ngàn. Đó, 220 ngàn. Đới nhôm này còn đẹp lắm nha. Rồi, vô A89 luôn. Đó, một cái đới nữa nè. A89 nha. Đó, A89 có một cái đới nữa nè. Một cái đới xịt thuốc nữa nha. Rồi bà con gắn vàng xịt thuốc rồi lên đó. Rồi bán cho bà con cái này 200 ngàn luôn nha. Đó, bán cho bà con 200 ngàn. Đó, A89 nha. Rồi A50. À, A90 chứ. Đây A90 nè. Đó, hai cái ổ giật Kawasaki nha. Đó, giật được hết nha. Đó, hai cái ổ giật Kawasaki. Đó, hai ổ giật Kawasaki nè. Thấy không? Hai cái. Đó, bán hai cái này cho bà con 50k nha. Ừ, hai cái 50k. A90 50k nha. À, A90 50k nè. Đây. A91 nè. Đó, A91 nha, gồm ba cái ổ giật Curit nha. Đó, ổ giật đây là cho lực không nha. Đó, ổ giật cho lực nè. Cái này cũng cho lực luôn nè. Nhưng mà cái này nó bị bởi rồi nha. Đó, bên này còn nè. Đấy, cũng đây cũng cho lực luôn. Đây, thấy không? Cho lực hết nha. Rồi, ba cái này bán cho bà con 100k nha. Đó, ba cái 100k. 91 100k. Ừ, Echo Curit nha. Đó, ổ giật cho lực 100k. Rồi, vô A92 nè. A92, hai cái nắp cốp và ổ giật của thằng TF33 nha. Đó, TF33 giật được hết nha. Cái này nè. Đó, giật được hết nha. Cái này còn đẹp vừa. Cái này cũng giật được nó hết luôn nha. Rồi, hai cái này bán cho bà con là 100k luôn nha. Ở 92 100k. A92 nha, đọc A đàng hoàng nha bà con, chứ để lộn đơn hàng. Đó, A92 100k. Rồi vô A93 nè. Gồm có 5 cây cần nữa. 5 cây cần này to hơn nha. Đó, cái cần cầm này to hơn, nó sắc sảo hơn, có bao tay bao đồ luôn nha. Đó, A93 này bán cho bà con là 200 ngàn nha, 5 cây nha, 200 ngàn 5 cây. Rồi vô con A94 nè. A94 nha, một cái máy sát của thằng TL33 nha. Ở TL33 đó, bán cho bà con là lấy bánh chớn là lại lấy y sơi luôn nè của TL33 nha. Ở TL33 này có nồng đồ gì là bà con có lấy được cái gì bà con lấy nha. Đó, nhỡ lấy cục y sơi lại bánh chớn không là đã đủ rồi nha.
Đó, bán cho bà con 100k. Đó, con 94 100k nha. Đó, giờ lấy gì lấy, còn đây bán phí liệu mua cà rem cho cháu nè. Rồi, vô 95 nè. Đó, có hai cái máng. Đó, hai cái máng đây là máng để xạ lúa xạ gì nè. Đó, bà con nào có cần những cái này, nhà bà con có bởi cái này thì bà con lấy nha. Đó, A95 nha. A95 nè. Cái này là cũng MD 6660 nè. Đây A95. Đó, bán cho bà con 100k luôn nha. Đó, A95 100k. Gồm cả hai cái máng xạ lúa nha. Đó, hai cái máng xạ lúa nè. Đó. Rồi, vô con A96 nè. A96 là một cái đầu áp tay nhựa nha. Đây là tay nhựa nè. Đó, đầu áp tay nhựa đàng hoàng. Đó. Thấy không? Tay nhựa nha, tay nhựa là hàng tốt nha. Đó, bao quay được nha. Nè, bao quay được. Đó, bao quay được. Quanh hồi quanh đồ là còn luôn nha bà con. Quanh hồi quanh đồ còn hết. Đó, để chuyện ghi cái là A96 à. A96 nha. Một cái đầu áp này là 330, vô tâm GX35 đồ là được hết nè. Đó, vô GX35 là được hết nha. Đó, thấy cũng còn quay được nè, ngon nè, thấy không? Đó, thấy không? Quay được nè. Tại mũ nha. Rồi bán cái này cho bà con 500k nha. Đó, bán cho bà con 500k. Đó, A96 500k nha. Đây, xem nắp nhớt, nắp đồ còn đẹp, tay nhựa nha. Rồi vô A97 nè. A97 thêm một cái A97 nữa nè. À, quay được nha bà con. Đó, quay được. À, quay được nè. Đó, A97. Đó, A97 quay được nha, tay hồi gãy nha. Đó, bán cho bà con 300k. Bán cho bà con 300k nha. Rồi. Vô A98 nè. Đó, 98 gồm cũng hai cái máng, cái máng xạ lúa luôn nha. Dòng này là của thằng Isoki nè nha bà con. Đó, của này là của thằng Isoki nè. Đó, mấy cái cổ này là của Isoki á, nhà bà con nào mà xài Isoki là mấy cái cổ này của Isoki nha. Đó, rồi bán cho bà con 100k luôn. 98 100k nha. Rồi, vô một đống phụ tùng của thằng mờ đơi nè. Đó, của bị trái bí nè. Đó, mấy cái cổ nè. Đó, mấy cái cổ nè, có một cái tay ga nè. Đó, thằng này là của 41110 nè, 4221 nè, 621 nè. Đó, mấy cái đai này là dành cho mấy cái bình xài xả phân đồ đó. Đó, bà con nào lấy đai giờ bà con làm ấy nha. Đó, A99. Đó, 99 nha. Rồi bán cho bà con 150 nha. A99 nè. Đó, phụ tùng này bà con cần làm, nếu mà mấy anh thợ là mấy cái này cần lắm nha, nó hay bởi mấy cái này nè. Đó, giờ bà con làm cổ nó đó. A99 100.000 nha. Rồi, vô A100 nè. Đó, có một cái lụm ở đâu hoàng sâu vô. Đó, một cái máng inox gì đây. Đây, máng inox gì đây. Đó, bán cho bà con 100k luôn. Nó đi hết nhiêu đó 100k nha. 100. A100 nha. 100k. Đó, A100 100k nè. Đó, cần ga, cần đồ nè. Đó, lụm đâu ngoài kho vô đó bán cho bà con. Bà con nào có xài những cái dòng này thì bà con lấy nha. A100. Rồi, bây giờ thì chi vô mấy cái ổ giật nè. Đó, mấy cái ổ giật này là giật được hết nha. Đó, đó, giật được nha. Hai cái nắp ổ giật của Rubin cánh bướm nè. Đó, A110. À, A101 chứ. Đó, A101. Hai cái nha, Rubin cánh bướm. Đó, rồi bán về cho bà con là hai cái như vậy nè. Đó, hai cái 60.000 nha. Hai cái 60.000.
Ở nhà bà con là xài cánh bướm mà bị hư giật thì lấy nha. Đó, 2 cái 60 ngàn. Đó, 102 cũng vậy nè, cũng 60 ngàn luôn nha. Đó, 102 cũng 60 ngàn luôn. Đó, 60 ngàn luôn, 102 60 ngàn luôn nha. Rồi, vô 103 nè. Đó, trong này cũng có một một cái 03, một cái 04 nè. Đó, một cái 03, cái 04. 103. Đó, một cái 03, một cái 04 nha. Rồi bán 60k luôn. Đó. Rồi. Rồi thiện vô mấy cái chới xăng luôn nè. Đây là 104 nha. Đó, 104. Đây là chới One Pro không nha bà con. Đây One Pro nè, một cái nè. À, One Pro một cái nè. One Pro hai cái nè. One Pro ba cái nè. Đó, One Pro bốn cái nè nha bà con. Đó, hai cái này là nó xài bằng cái chới gì đó thì không biết nha. Cũng là One Pro hết nè. Đây One Pro nha. Đó, thấy không? Đây cũng One Pro luôn nè. Thấy không? Rồi, 6 cái này nè. Đó, 6 cái One Pro nha. Đó, bán cho bà con 6 cái này One Pro bán cho bà con là 350.000 nha. Đó, bán cho bà con 300.000 luôn. Đó, 6 cái như vậy nè, 300.000. Ừ. Một đây là 104 nha, 300.000. Ừ, bán cho bà con 300.000 thôi. Rồi, 5 cái hàng tháo máy, hàng tàu xuất Nhật nha. Đó, hàng tàu xuất Nhật. Đó, vú đồ cũng còn nè. Đó, hàng tàu xuất Nhật. Đây là 105 nha. Đó, 105 bán cho bà con 100k. Đó, 105. Đây là tháo máy của hàng tàu xuất Nhật nha. Đó. Rồi, 100k, 105, 100k. Rồi, vô 106. 106 nè. Rồi, một cái đầu áp nha. Đầu áp này là của thằng Tâm 260 nè. Đó, bao quay được, quay được còn ngon lắm nha. Ừ, quay hơi hám được còn ngon nè, thấy không? À, quay còn ngon lắm. Rồi, bán cái này cho bà con 300.000 nha. Đó. Bán cho bà con 300.000. Tay tay còn nha. Đó. 300.000. 106 300.000 nha. Rồi, vô 107 luôn. Đây cũng quay được luôn nha. Đó, ba quay được. Ba quay được nha. Tay đây nó bị móp chỗ đây một chút rồi nè. Đó. Một đây là 107. Đó, bán cho bà con 250 nha. Đó, bán cho bà con 250.000 nha. Rồi, vô 108 nè. Đó, 108 nha, gồm có 5 cái lữ của Nhật nha. Đó, một cái nè. Đó, chuyển điếm coi mấy cái. Một cái này nha, cái này nó có còn hụt cưa lữ ghim rồi nè. Đó, một cái. Hai cái nè. À, thấy cũng còn hộp kim. 3 cái. Đuột cái này hộp kim còn dày luôn. 4 cái. Thấy không? Đó, cái này cái nọ nha. 5 cái. Rồi, bán 5 cái này cho bà con 150.000 nha. Đó, bán cho bà con 150.000, 108, 150.000. Rồi, thì có vô 5 cái lưỡi mới nè. Đó, 5 cái lưỡi mới nha. Đó, mới tinh luôn. Đó, hàng mới nha. Đó, bán cho bà con đó, coi nè, đó có mã nè, 40 gì đây. Bán 5 cái nha bà con. Trong này có 5 cái. Đó, 5 cái lượng mới luôn, giờ mà chưa xài luôn nha bà con. Đó, 5 cái này là 109 nha. 109 nè. Đó, bán cho bà con 250.000 nha. 50.000 cái nha bà con. Đó, rẻ. Giờ xài mua một cái là xài biết bao chừng hết nha. Rồi. Rồi vô cái đây là 100 110 nha. Ở 110. Ở lô A110 nha. Ở A110 nè, gồm mấy cái co của phun phân, phun voi, xả lú rồi nè. Đó, cũng được gọi là 8 cái nha. Đó, 8 cái co như vậy nè. Thấy không? 8 cái co bán cho bà con 150.000 thôi nha. Đó, giờ bà con thấy cái ấy thì bà con ấy nha, thợ lái là hay lấy đây nè. 150.000. 110 nha. Rồi, vô 111 nè. Đó, 111 nha, một cái e nhớt nha.
Đó, e nhớt còn đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bà con giờ này quá đẹp luôn nha. Đó, giờ bà con gắn vô máy xới máy đồ á. Đó, gắn vô vàng máy xới máy đồ là nó lọc nhớt nè. Đó, lọc nhớt nha. Rồi, cái này là 111 nha. A111. Thấy không? Cái này rất là đẹp xuất sắc luôn, dành cho những mấy anh mà xài máy xới đồ á là nên phải bắt cái bua e nhớt nè. Đó, bán cái này cho bà con rất là đẹp luôn nha, bán bà con 350 nha. Đó, đang 350.000 nha, trời quá đẹp xuất sắc luôn, giờ gắn vô là xài luôn nha. Đó, 112. Đó, 112 nha. Đó, thêm một cái đây nữa nè nha. Đó, một cái này nó hơi bị xét nha, rồi bán cho bà con 150.000. 100.000. Đó, bán cho bà con 100.000 thôi. Nó bị xét, nó hơi xấu. Cái này là vô e này nó lớn hơn nha. Cái này nhỏ. Đó, nhỏ lắm nha mà bị xét nha. Đó, bán 112.000. Rồi, điện sẽ vô mấy cái con GX cho bà con nè. Rồi, 113 nha. A113. Đó, một con máy Honda GX25 nha. Đó. Con này là hơi ngon nè, thấy không? Đó. Hơi rất là ngon luôn nha. Đó, hơi rất là ngon. Đó, nhưng mà nó dơ mà thì cũng chưa có rửa nha. Bố còn nè. Đó, bố còn nha, mất nắp bô e. Con này mất nắp bô e nha bà con. Đó, mất nắp bô e. Bố đồ còn. Thấy không? Rồi, bán con này cho bà con là hơi hám đồ còn ngon lắm nha. Đây này thấy không? Tết hơi nè. Đó. Hơi rất ngon nha. Rồi, bán con này cho bà con là 650.000 nha. 113. A113 nha, 650.000. Rồi, vô A114 luôn. A14 cũng là Honda GX25 luôn. Đó, cái nắp này thì Thiện sẽ cho bà con nè, bình đồ còn nha, bố hết không có nha. Đó, bố không có. Con này đợi Thiện coi. À, nó hơi kêu cò nè. Đó, bán cho bà con lấy phụ tùng nha. Đó, hơi kêu cò. Rồi 114 nha. Nè. Đó, bán cho bà con 450 nha. Đó, 450.000 nha. Rồi, vô một con cuối cùng 115 luôn. Đó, con này bu e bu đồ đầy đủ luôn nè. Hơi nè. Ừ, hơi rất ngon nha. Đó, hơi rất ngon. Bình xăng bình đồ còn, bố còn đẹp luôn, bố còn mới tinh luôn nè nha. Đó, bố đồ còn mới tinh luôn. Con này là quá đẹp rồi, giờ là làm hơi hám đồ còn rất ngon. Đó, bình xăng bình đồ là còn nguyên hết nha bà con. Đó, là con cuối cùng nè, con 115 nè. Ừ. 115 nha. Đó, 115. Đó, con này hơi hám đủ đồ, bố đồ cũng còn đẹp luôn. Rồi, bán cho bà con 800.000 nha. Đó, bán cho bà con 800.000, con cuối cùng. Đó, thì những cái lô này thì bà con nào thấy như có những đồ phụ tùng nào đó thì bà con còn thiếu cái gì đó thì bà con cứ bình luận trên kênh. Rồi Thiện sẽ soạn kho tiếp, rồi Thiện sẽ ra đằng đằng chứ Thiện không có biết là bà con cần những gì. Nhiều lúc á bà con điện thoại nói Thiện là kìm cái này cái nọ nó nhiều quá. Đó, nhiều lúc á đó Thiện cũng rảnh rỗi là Thiện sẽ lên một ít phụ tùng đó cho bà con. Giờ tại bà con mua máy xác mấy đồ bên cửa hàng của Thiện cũng nhiều, bà con cũng yêu cầu soạn mớ phụ tùng gì đó ra để bán, thấy bà con thấy nó phù hợp để mà giờ mà còn ráp vô máy này nọ. Đó, chứ nhiều lúc Thiện đăng lô thì nó cũng thiếu thốn những cái đó. Cho nên Thiện sẽ chịu khó soạn trong những cái kho phí liệu nó ra. Thì có những cái gì Thiện thấy nó còn nguyên, đó Thiện sẽ ra đăng cho bà con lựa chọn nha. Đó, thì bà con nào xem kênh thì bà con hãy ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ dùm cho Thiện. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con nha.